Người đã đến với Rust to Miss School 2021 của Hà. Ngày hôm nay sau khi hoàn thành tất cả các lịch trình của mình thì bây giờ là 5 giờ chiều và mình sẽ có một buổi tập gym cùng với BT tại Diamond Fitness Center. Mọi người hãy cùng theo dõi và để xem buổi tập luyện này có gì nha. Hello chị. Hello Hà. Ôi giời ơi. Em vừa ăn một thanh sô cô la này, một hộp sữa chua, không biết có đủ được không? Hôm nay mình tập bài gì chị? Vâng. Hôm nay mình sẽ có một buổi toàn thân. Toàn thân đó. Thể của mình luôn. Nhưng mà hôm nay chị có tăng tạ cho em không đấy? Em sợ lắm rồi, không quan tâm đến không đi được luôn. Chị nghĩ là sẽ có đó, hôm nay sẽ hơi thú vị đấy. Có yêu thương em đi được không? Em xin chị đấy. Chị có thể kể cho em những cái bài tập mà hôm nay em chị sẽ tập không? Hôm nay chị có 2 bài bụng. 2 bài mông đùi. Vâng, có nghĩa là hôm nay mình tập toàn thân ạ. Đúng rồi, và một số bài về thể lực tim mạch của mình luôn. Chết rồi chị ơi, em nhìn thấy cái bài có cái dây này là em đã sợ rồi. Nhưng mà nó rất là tốt cho cơ thể của mình. Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Đi thôi. Chị ơi, bài này là nó tác động vào đâu chị nhỉ? Bài này sẽ tác động vào toàn thân và đặc biệt là đốt cháy lượng mỡ rất là tốt cho cơ thể của mình. Bắt đầu chưa? Em biết rồi. Ok, ok chị. Rồi, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, 1, tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cố lên nào, một lần nữa nào. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiếp tục. 7, 8, 9, 10. Với mình thì từ lần đầu gặp Hà thì mình có cái cảm nhận thì Hà là một cô gái rất là năng động này, nhiệt huyết cũng như là rất là hồn nhiên so với những gì mà mình biết được ở trên các trang mạng xã hội hoặc là báo chí. Sau cái ngày đầu tiên mà mình gặp Hà về cái quá trình tập luyện á, thì buổi đầu Hà là cái cô gái mà có cái thể lực rất là yếu. Nhưng mà hiện tại thì với cái sức tập luyện cũng như sức mạnh và sức bền của Hà thì đã cải thiện rất là nhiều về cái mục tiêu phía trước của bạn ấy. Nó mệt dã man luôn đi. Em thấy cái bài này nó còn mệt hơn bài squat ấy. Ôi, chắc chắn bởi vì squat thì vào mông đùi, còn bài tập này nó sẽ vào toàn thân của mình. Nó còn tăng nhịp tim nữa đúng không? Đúng rồi, tăng nhịp tim và hơi thở. Còn kinh khủng hơn là khi đứng trước mặt crush. Đúng rồi, lên, 3, lên thở, 4, hít sâu lên, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, hít sâu lên thở, 3, 2, một lần nữa. Rồi, đổi bên nhạc. Sự quyết tâm của Hà ở trong những bài tập luyện rất là lớn. Bởi vì có những cái mức tạ mà mình đưa ra thì nó rất là nặng so với một cô gái mà nhỏ nhắn như Hà. Mình cũng cảm thấy rất là nể bạn. Cái buổi đầu tiên tập luyện tại phòng tập ở thành Sài Gòn thì Hà cảm thấy rất là mệt. Bởi vì là lâu lắm rồi mình mới được đến phòng tập và tập lại cái cường độ mạnh như vậy. Cho nên là mình cảm thấy rất là mệt và đuối sức. Tuy nhiên thì đến buổi bây giờ thì cũng đã gần một tháng mình tập luyện ở đây và mình cảm thấy là thể lực của mình cũng đã tốt hơn rất là nhiều và body thì cũng đã săn chắc hơn. Ồ, bây giờ mình tập bài deadlift hả chị? Đúng rồi. Hình như cái này 6 cân thì hơi nhẹ. Hơi nhẹ đúng không? 8 cân đi. Em có muốn thử với 10 cân không? Không, chị cứ thôi. 8 okay. cân đi chị.
thách mới. Thử thách này có vẻ hơi nhẹ nhàng. Nhẹ. Một. Căng mông đúng rồi. Rồi, bài tập vào phần mông đùi sau luôn. Tốt lắm. 6. Bây giờ là 10 cân, em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, thử thách nhỏ 10 lần là với 10 cân. Thử thách đơn giản lên nào. 2. Một nửa chặng đường của thử thách rồi. 6 7 Hà ơi, với cái bài tập này thì bình thường em có nhớ là mình tập bao nhiêu phút không? Em nhớ là tầm khoảng 50 đến 60 giây. À, hôm nay một thử thách nho nhỏ. Chị sẽ đưa ra. Nhỏ thôi nha chị. 1 phút 30 giây thôi nha. Bắt đầu thử thách được chưa nè? Em chấp nhận thử thách. Đếm nha. 1 phút 20 giây rồi, mình chỉ còn 10 phút nữa, 10 giây nữa thôi nha Hà. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trời ơi, chị nói 10 phút em giật mình. Em hốt hoảng. Em bật ngửa. Trời ơi, em tưởng chị đùa em. Chúc mừng em. Sắp tới thì Hà cũng có một cái thử thách rất lớn ở tại đấu trường quốc tế. Thì Trâm thay mặt cho Diamond Fitness Center chúc cho Hà là chặng đường sắp tới của mình sẽ đem về vinh quang cho Việt Nam và thật là tỏa sáng. Chúc mừng Hà. Hiện tại thì Hà đã tự tin hơn rất là nhiều về cơ thể cũng như là thần thái, gương mặt của mình. Và mình sẵn sàng đến cuộc thi Miss World 2021. Đã hoàn thành một buổi tập luyện kéo dài 1 tiếng của mình và bây giờ mình cảm thấy rất là mệt. Tuy nhiên thì cảm thấy rất là sảng khoái bởi vì sau những cái quãng thời gian bị giãn cách ở nhà và không thể đến phòng tập thì bây giờ Hà đã có thể đến phòng tập và tập luyện cùng với DT thì mình cảm thấy là cái hiệu quả của buổi tập nó được tăng lên rất là nhiều. Nhân đây thì Hà cũng muốn gửi đến một lời cảm ơn đến chị DT của Hà, đấy là chị Trâm và Diamond Fitness Center vì đã hỗ trợ Hà và đồng hành Hà trong quá trình mà mình tập luyện và training về hình thể. Vậy là Hà đã kết thúc buổi tập ngày hôm nay và mọi người hãy đón xem những series Road to Miss World sắp tới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.